mẹ là người quan trọng nhất giúp những đứa trẻ vượt qua mỗi giai đoạn phát triển, đặc biệt là những mốc khủng hoảng tâm lý của trẻ. Trở lại với 4 gia đình sau gần 2 tháng, điều gì sẽ chờ đón chúng ta trong 48 giờ vắng mẹ tiếp theo? Sự xuất hiện của anh cả cà phê cùng những vấn đề rào cản tâm lý tuổi dậy thì liệu có làm khó được ba Thịnh hay không đây? Đang làm gì đó Phê? Em đang chữa đi cương. Ủa nãy mẹ dặn gì cái đàn này nè? Mẹ có dặn. Phê. Dạ. Mẹ hỏi cái này coi. Hỏi cái đàn của con nè. Cái cục này cục Avatar đúng không? Phải luôn cục này hay là mình mua cái đầu hít này? Thì không biết. Không biết luôn hả? Còn đầu dây của nó nè con. Ba biết gắn nhau. Ủa như là cái này nó bị xúc ra thôi. Vậy ba bước gắn vậy? Mở ra gắn vô thôi. Nhưng mà ba gắn được không? Ba hỏi mẹ coi là cái đồ mà cái gì tôi viết á. Cái gì tôi viết á? Cái gì tôi viết á? Mẹ có biết để đâu không? Gọi điện cho mẹ coi. Mấy cái vụ mà điện đốm hay là nước, đồ sửa nước, sửa điện á, là trước giờ tôi không có biết làm đâu, không biết làm. Chắc con nghĩ là từ nguồn gốc tôi là con út hồi trước á, là có bất cứ một cái chuyện gì cũng anh chị lo, bà mẹ lo hết. Không phải đụng tay vào, đụng chân vào, phải làm gì, không phải bắt một cái bếp lên, không phải lấy nước sôi trong ấm ra, không phải pha sữa, không phải bật công tắc đèn, không phải rửa chén, không phải làm cái gì hết. Và tôi cứ lớn lên trong một cái sự bảo bọc như vậy. Và dần dần cái kỹ năng mà để tôi làm cái này làm kia nó không có. Thuê bao quý khách vừa gọi. Rồi kẹt máy luôn rồi. Cái này trong cái đồ để xe đạp của ba. Nhiều lắm. Tất cả cái dụng cụ đều vô trong đây hết nè. Lại phụ ba coi. Xưa thật ra trường là có dạy mấy cái này hết rồi con. Ba biết cái nào là dương, cái nào là âm không? Thì... Ủa có dương âm đó hả? Cục dương cục ống. Ủa ở trong trường có học điện chưa? Ê chưa. Chưa học điện luôn hả? Học âm tay kế đi, vô kế rồi. Cái đàn này là bao nhiêu rồi? Cái đàn này là bao nhiêu rồi? Sao không biết? Ba có được đôi chứ. Ba ngày xưa là học điện không con ơi. Xưa là học điện không con ơi. Nè con giờ ba là con xỏ vô cái đầu này ha, lát nữa con làm bên này vô ra nha. Ốc đây nè. Rồi con làm đi. Xuyên vô. Nên nó hở được hả? Cứ xuyên vô, cứ xuyên vô. Con để móng tay làm chi hết chưa? Từ từ thôi. Cẩn thận nghe chưa, nó nhọn nè. Rồi. Ốc nó lên. Cẩn thận nó chực thử nha. Ô được không? Được không? Mình đâu đó nói vụng về con. Cố gắng là được thôi. Sau khi tham gia chương trình này tôi nghĩ phải có một cái hình thức thay đổi trong cái sinh hoạt trong gia đình của mình. Mọi thứ ai có thể tự làm được cái gì là phải làm. Còn người giúp việc họ chỉ làm những cái điều mà chúng ta lúc mình bận quá thôi. Còn nếu như buổi sáng mình có thể chuẩn bị dọn sạch mình làm để cho con mình nó biết thêm một cái kỹ năng nữa. Trở lại Hà Nội với gia đình hai bé Cici và Mino, không biết lần thứ hai chăm con một mình có khiến bố Zatati tự tin hơn chút nào không đây? Ra với cái tâm thế là ra chơi với các bạn, tinh thần thoải mái lắm, lạc quan. Em ra một cái là lần lượt các bạn ốm, xong rồi đến mẹ ốm. Thế là coi như là tâm thế lạc quan của em hoàn toàn là bị động luôn. Alo. Dậy chưa? Dậy rồi. Ai dậy rồi? Con dậy. Con dậy rồi thì ok. Hôm nay mẹ không ở đây nha, bố phải dậy sớm con lên trên kia bố. Ừ. Ngủ bố ngoan đúng không?
Bao giờ mẹ về nhà thì khoe mẹ là ông ngủ với bố ngon nhé. Hello. Mẹ đi vận, mẹ đi bác sĩ rồi, mẹ đang nằm viện rồi. Mẹ đi bác sĩ, mẹ hôm qua mẹ đau đầu. Mẹ đau đầu nửa đêm nên là mẹ đi bác sĩ nửa đêm rồi. Đúng sát cái ngày quay chương trình thì mình vẫn mang cái thế chủ động là mình sẽ cố gắng làm sao để cho mình khác những cái lần quay lần một. Thì đến nửa đêm mẹ bé bị sốt và phải cách ly luôn. Nên là mình nói là nhiều phần là mình hơi bị xuống tinh thần. Nào bây giờ hai chị em dạy bây giờ làm nào bây giờ nhỉ? Đúng. Gì nữa? Đúng rồi. Gì nữa? Hết rồi đúng không? Em Mino đánh rồi này. Đấy à? Đấy à? Run. Mino nhìn chị kìa. Đi, đánh đi, đánh đi. Con đánh anh. Đúng rồi. Chị đánh anh kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, nhìn chị Si này. Đấy, đánh nhìn chị Si ra. Đánh nhìn chị Si một xem nào. Đúng rồi. Alo. Đấy, Si. Nó không ra tiếng cái gì. Nhưng mà người khác vẫn nghe được mà. Đây, bố xem nào. Người khác vẫn nghe được mà. Nó không ra tiếng thôi. Không ra tiếng. Lúc nào bố mua cái mic hát. Ra tiếng, ra loa. Xong rồi bày ở dưới nhà. Xong rồi xuống mấy bố con. Con sổ hồ. Con sổ hồ á? Riêng quần áo là mất cả buổi sáng rồi. Ngon, chuẩn rồi, đẹp rồi. Đẹp thế. Vã mồ hôi luôn, đùa đâu. Cái gì phải hấp đâu, cái rau hồi đấy xay tươi ra xong tí cho vào cháo trộn là chín luôn mà. Xong rồi đỡ khí cái miếng hấp ấy, hấp cả. Thế bây giờ hấp ít đi nhá, hay như nào? Chín mất rồi. Thế chồng làm đi. Ở đây. Nấu nào chồng làm. Đây. Ủa, cái này. Không phải. Đây kia cơ. Nó đúng rồi nhưng phải hấp qua lột cái da cá ra. Không phải. Ôi, tôi không dám tham gia đâu. Em định xay thẳng cá hồi luôn nhưng mà nó lại vướng cái da. Em cùng với hôm qua đi cho hấp lại một tí cho nó mềm ra bắt đầu mới xay ra. Không nghe lời nóc nhà. Dỗi. Nào, ăn nào. Ủa, dưa đâu nhỉ? Vừa biến hình rồi. À, không kìa. Nào, em đủ ơi. Đi ra đi. Hay thật. Ôi. Đây, của con đây. Thôi, kệ. Tiện vơ được đứa nào thì vơ đứa đấy thôi. Chứ con không có phân chia trước là em sẽ phải cho đứa đủ hay dừa. Hoặc là ngược lại Thảo cũng vậy. Mà thực sự lúc đấy là đang tiện đứa nào thì sẽ là đứa đấy. Hấp không? Nào, hấp không? Mẹ còn đang bó tay đó. Tưởng mà đơn giản à? Ủa, hai người không lo nó luôn ấy, một người. Mâm.
ơi, này 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 này. À đây rồi, đây rồi. Đủ ơi, này. Đây rồi, mẹ quên mất nhỉ. Đủ người lớn rồi, đủ phải tự ăn đúng không? Ăn măm 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 nào. Đúng chưa? À rồi ấy. Xúc cơ. Sáng nay mỗi lần một cái bữa cháo của Dừa thì gần như là tầm hơn 5 phút là xong hết rồi. Dừa thường ăn nhanh và ăn được nhiều hơn đủ. Nếu đủ thì lại rất là thích kiểu dạng như tự mình ngồi vào bàn ăn rồi là tự mình được tự trải nghiệm, mình ăn cái gì mình tự ăn cái gì thì mình tự lấy. Kể cả thậm chí là cháo hay cơm nếu đủ cũng đòi là tự mình muốn tự mình chọn cái đồ mình thích tự mình ăn. Nó cũng là một cái hay mà. Mà cái đấy thì là một cái thay đổi mà bà cũng không ngờ tới. Có bà bảo ở nhà không? Có. Ủa? Bà bảo dậy rồi nha. Dậy đi thôi. Mẹ là mẹ hả? Có. Ở nhà không? À, mẹ đây nè. Dậy con trai. Mẹ bật đèn nha. Nha. Dậy thôi. Mẹ ở chi vậy? Có mẹ nhà. Mẹ ở nhà nè. Mũi. Ôi cái mũi, ôi trời ơi. Cái mũi của Bảo đâu? Cái mũi của bà đây. Cái bàn tay của bà Bảo đâu? Cái bàn tay đây. Ờ. Thì ba còn nướng đi. Ba ơi dậy đi. Dậy anh chị. Dậy mau lên. Không ba đi. Nay Bảo Bảo bị bệnh thì hầu như là Thành thức trắng đen với bé hết. À, sáng nay ăn sáng xong, lát trưa nữa em sẽ đi làm, lại giao con cho ba hai ngày. Từ khi sanh bé Bảo Bảo ra thì anh Thành ảnh cũng khá là tháo vát khi mà chăm con. Đợt hai thì em lại lo lắng hơn, bởi vì trong cái hoàn cảnh gọi là éo le hơn, khó khăn hơn, đó là chăm sóc con khi con ốm mà chỉ một mình thì nó sẽ như thế nào. Trong lúc này, người đồng cảm nhất với gia đình ba Thành chính là bố Thi, khi phải chăm cả hai con đang ốm và vợ vẫn đang sốt cao phải đi khám cách ly bên bà ngoại. Xin ngủ cho em à. Cả hai chị em. Có phải rửa mũi đâu? Có phải rửa mũi đâu? Xịt rửa mũi mà. Xịt nước mũi thôi. Nhưng mà hai cái lọ hôm qua bố mang lên đây xong rồi đâu rồi? Mũi nhà bố. Bố già rồi, phải cho bố quên tí chứ. Đúng vào cái mùa mà ở đâu đâu các bạn trẻ em cũng bị ốm. Các bạn trẻ con tầm này không ai có thể kiểu kiểm soát được về sức khỏe của các bạn. Cái thời tiết miền Bắc tầm này nó rất là độc ấy. Ốm rồi thì cũng không biết làm thế nào để có thể là để giúp con tránh được, bởi vì con cũng phải ra ngoài môi trường để có thể là tiếp xúc với cả không khí, với cả những thứ xung quanh, thế nên là mình không thể bao bọc con suốt được. Cho em hai chị nhìn, em nhìn Mino kìa. Mino nhìn thấy cái này là sợ chết khiếp này. Lên thớt nào. Chị đâu đồ nghề? Đây, xếp vào người được rồi. Bố xịt cho Si để cho em nhìn thấy em làm gương nhá. Cho Si xịt trước nhá. Đứng đây. Đứng đây, cho em nhìn thấy mặt. Nhìn chị nha. Nhìn chị là này. Chị đòi nắm này nhá. Không khóc gì nào này. Nhìn đi, ra đây nhìn. 1, 2, 3. Hít lên. Đúng rồi. Cho xin một đấy.
1, 2, 3. Hít lên, hít lên. Hít lên, hít lên, hít lên, hít lên. Hít. Rồi. Đấy. Trời ơi. Đây. Thấy chị giỏi chưa? Thấy chị xin giỏi chưa? Lúc mà nhỏ ấy thì hầu hết là đều ấy thôi. Đều sợ những thứ mà liên quan đến chọc chọc ngoáy ngoáy xong rồi kiểu vậy. Đấy, nhưng mà bạn Si rất là cố gắng khi mà dũng cảm để gọi là làm gương cho em noi theo. Ai không mua may mắn đây. Nằm im, nằm im, nằm im. Chị Si này, chị Si này, chị Si này. Chị Si này, chị Si này. Chị Si không cho trang điểm đâu. Đúng rồi, không xịt là chị Si không trang điểm đâu. Không xịt là chị Si không trang điểm đâu. 1, 2, 3. Bố ơi. Rồi, sang một bên. 1, 2, 3. Rồi. À. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Đây, 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 giữ tay em. Đây. Đây, cầm, cầm tay em. Đúng rồi. Xịt vào thì mới khỏi được nhá. Xịt vào thì mới khỏi được. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Gì không? Lăng hoàng. Trước rồi hả? Không đợi ba hả? Hay quá ta. Ai thấy cô trong TV làm á hả? Kìa cô đưa chân lên kìa. Là bả làm được không? Anh sao? Anh sao? Anh sao? Ui cha. Ui cha. Ui cha. Trời ơi. Trời coi con đi em tập. Hay em thay đồ vậy? Tập. Giỏi. Ba làm không được luôn á. Ủa làm giống cô luôn kìa. Bình thường thì ở nhà là mẹ Diễm tập một mình thôi. Lâu lâu Bảo Bảo thấy mẹ Diễm tập thì cũng ra tập ké. Bảo Bảo thì được cái cũng chịu khó bắt chước lắm. Thấy ba thấy mẹ làm cái gì mà anh ấy hào hứng là anh ấy đều bắt chước hết à. Rồi ngồi giống mẹ nè. Ngồi xếp bằng lại nha Bảo Bảo. Xuống. Đúng rồi, Bảo giỏi quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảo Bảo làm được chưa? Bảo làm được rồi đó, làm sẽ lại đó. Good night. Tập thêm mấy động tác trên TV nữa. Ui, tôi giống ba nè. Nhìn ba nha. Rồi, đây, đứng đây với ba nha. Nè, nhìn mẹ nè. Yeah, ba làm được rồi, ba làm được rồi, ba làm được hết. Rồi cái chân này trụ, chân này kẹp lên. Rồi đó, đúng rồi. Sao siêu quẹo vậy? Chân này là chân trụ đó. Thôi mày Diễm thấy này khó quá mày Diễm ơi. Ba mẹ với Bảo Bảo mới tập yoga chung với nhau lần đầu tiên. Tập một chút giống như là tập phong trào vậy, vô tập chút xíu rồi đi chạy đi chơi chỗ khác thôi. Thành thì cũng ít khi nào mà tập yoga lắm. Tại vì Thành thì Thành tập gym, tập tạ không à. Ngồi xuống. Rồi nhìn ba nha, nè nhìn ba nè. 1, 3, 4, 5, 10. Rồi tới Bảo nằm xuống nha. Ui, 2, ui, 3, xong. Ôi, bụng Bảo Bảo muối không luôn. Xong rồi đó Mỹ Diễm ơi. Trồng chuối nha. Thôi thôi thôi, không muốn nổi đâu. Thôi rồi, hai cho con muốn tập gì tập thì mệt quá. Giờ là đi ăn thôi. Tập xong rồi. Tập xong rồi. Giờ phụ ba cuốn thảm vô nè. Tập xong rồi nha.
Giỏi quá ta ơi, cuốn thảm luôn. Cần cầm cái thảm này vô trong phòng đi. Rồi đây các thảm nè. Đây, lại thử thử cái đàn này cho ba. Nó bày mà con đang đập. Đánh đi. Con tự đánh kìa. Ba đâu cần nghe đi gì nữa. Con có biết đâu. Thôi đánh đại đi. Thôi. Đánh mấy cái bài đó đi. Tập sao bữa tập con, sao đánh con lại. Con có tập bài gì đâu. Bữa tập mấy bài trước đó. Con không có tập. Con quên nữa rồi. Con quên nữa rồi. Bây giờ con muốn đàn gì con đàn đi. Bây giờ con muốn đàn gì con đàn đi. Con muốn đàn gì con đàn đi. Không có gì mà dễ thành hết trơn hết. Coi bây giờ bà con làm lại cái đoạn đó 10 lần. Lần thứ nhất, tập trung vô. Chậm hay không phải nhanh. Tập trung vô, từ từ thôi, đúng rồi mà chính xác. Tăng 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 nhanh lên. Thấy chưa, vậy mà nó làm không được. Quên chưa cái gì hết mà nản rồi. Mình không khoái cái tính của cà phê là ở chỗ là luôn luôn nghĩ mình làm không được á, mà chưa có đi tới cái tận cùng cái khả năng của mình, cứ vội nản. Thực ra là bạn ấy tập đàn bạn ấy nhanh lắm á. Bạn ấy cũng nhanh nhạy lắm á, nhưng mà bạn ấy không thích cho nên là bạn ấy mau nản kiểu như vậy, mà cứ rồi sau đó là tự nghĩ mình làm không được. Bố Khắc Việt cũng đang tìm ra một giải pháp giúp chăm con tốt hơn ở lần thứ hai này. Ngủ luôn chưa ở đây. Ok. Vừa, đi chơi nào, mẹ mặc quần áo đẹp, mẹ đi chơi này. Ông này mà ông chui vào đấy, ông chả quan tâm đến ai luôn. Cần gì nhá? Không được. Dép đẹp của nó. Mai đôi dép phải lắm, chồng phải tháo ra của nó. Đây, 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 mẹ đeo giả. Ôi dồi ôi, đi tháo ra thì ré lên ngay. Mẹ đi chơi này, đủ rồi, đi với mẹ không? Đủ rồi. Đi chơi không? Đi, đi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ. Chẳng ai quan tâm đến mẹ rồi. Nào bây giờ thử xem là bây giờ theo ai nhá. Bây giờ theo ai nhá. Theo mẹ đi chơi hay theo bố nhá. Đạo cu, đạo kiếc à. Đàng hoàng. Không bao giờ thắng được luôn. Không bao giờ thắng được luôn. Đây, dừa vào đây, dừa vào đây. Chơi phải công bằng, con vào đây xem là con theo mẹ hay theo bố nào. Đấy, ok, ngồi đấy nhá. Kiểu gì chúng ta theo em, không bao giờ theo chồng luôn. Em nghĩ là cả hai đứa nó sẽ chạy về mình. Đủ ơi, đi chơi nào, đi chơi nào con ơi. Đi chơi nào, đi, đi, đi. Đi chơi nào. Đủ ơi, đi chơi nào, đủ ơi. Đủ ơi, đi chơi nào, đủ ơi. Thôi đây. Rồi. Không ngờ nó lại hát tách nhau ra. Một đứa chạy về mẹ, một đứa chạy về bố. Và rõ ràng y nguyên mình đoán trong đầu trước là kiểu gì đủ nó cũng chạy về phía mình rồi, chắc chắn. Nhưng mà không ngờ thì là ông dừa thì ông thay đổi tính nhanh lắm. Cái tính đấy thì nó giống mẹ nó. Mẹ nó cũng giống nhẽo cũng như nó. Mà nhiều lúc mẹ nó cũng bằng tuổi nó luôn. Ôi ông dừa đâu rồi? Hôm nay là chung một đứa à? Gọi anh dừa ra đây. Nào lại đến được đủ, đi ra. Cắt đi, con để vào, con để vào.
con cắt cho em đi. Con cắt cho em. Đúng rồi, giỏi quá. Bình thường ở xuống hăng. Bình thường ở xuống hăng. Trời ơi, bình thế. Cho mồm. Nào, đang ngủ khó khó nào. Khó. Ngủ chưa nào? Đây, bố này, nhìn ngủ bố này. Ai? Ôi, khó. Ngủ cho bố này. Khó. Ui dồi ôi khiếp. Để cái ốc ở đâu ra này này. Mày nhá, chưa nuốt nhá. Ra đây, ra đây, ra đây. Dừa. Ôi mọi đâu được ra như cái này nhỉ. Sợ gần chết nữa. Tại vì mình dọn nhà rất kỹ rồi. Thậm chí ngày nào cũng quét đấy. Nhưng không hiểu đâu ra vẫn cái ốc. Đấy, một là ốc, hai là mảnh thủy tinh vỡ, ba là mấy cái kiểu dao lam hay là các thứ sắc nhọn ấy, mảnh sắt các thứ nhọn này mà nó bị rơi ở đất, nhỉ sợ nó nhặt lên nó cầm cho mồm nhai những cái này thôi, sợ nhất là cái điều đấy. Mì ý không? Mì ý không? Nhá, mì ý thịt bò bằm nhá. Bố luộc mì cho hai chị em ăn nhá, bố ăn luôn. Đói quá. Nhưng mà Si phải nhìn em cho bố nhá. Đi bà em ơi. Chị đẹp lắm. Ừ, phòng chị đẹp lắm. Bừa quá. Nhà chị đẹp đi. Phòng chị đẹp, tụi nó bừa đúng không? Đây bố đây. Ờ, sao rồi? Bố vẫn mệt lắm. Có sốt không? Người ấm ấm rồi. Người ấm ấm hâm hấp à? Ừ, hôm qua sốt 3 tháng lúc cho bà cũng rửa. Đây. Sốt mức cam rồi. Đây này, xin nhìn mẹ sốt đây này. Đấy. Mẹ ơi. Con muốn bố ngoan á mẹ. Đây, xin nhìn thấy mẹ dán sốt chưa, dán đau đầu chưa? Con xịt mũi rồi ạ. Mẹ ơi, dùng cái này không? Xịt sốt cho mẹ, mẹ phải cắp đi đội vào. Mẹ dán đau đầu và mẹ phải nhắm mũi vào, mẹ nắm mắt vào. Trời ơi. Nó không quan tâm gì đến mẹ nữa rồi. Đây, nhìn mẹ khổ sở này mà còn quan tâm đến mì ý với cả quan tâm đến bố. Rồi, bài khác đi. Đừng có nói bà không có bài khác nha. Cái bài quay bác hôm. Quay bác hôm. Mày quay bác hôm là cái bài nó biểu diễn trong trường á. Hồi lúc nó còn nhỏ cơ. À, có biểu diễn với lại một cái hai ba bạn trống nữa. Cái gì con không có tự tin về bản thân đã của mình đó. Coi duy nhất được đó thôi. Tại sao nãy nãy ba hỏi con nói là con không nhớ, con không biết, không biết không gì không hết. Mà bây giờ con đánh một đoạn dài vậy luôn á. Con là ba mới. Con không có tự tin tin về bản thân của mình. Con không có tự tin tin về bản thân của mình. Trời, con giỏi lắm phê. Con giỏi hơn ba, ba không có đàn được như vậy. Trời. Mày nhá, để đây. Để quần. Đây. Đây, cả nhà theo nhau nè.
Nhìn đây. Chú ơi. Chú ơi. Nào. Đúng rồi, ui. Ui chết rồi. Cắn lại anh như thế. Ui. Tại sao lại cắn lên thế? Hả? Ui. Ui chết rồi. Hư. Con hư nhá. Bố bảo bao lần rồi, sao cắn anh thế? Không cười. Bố thật đấy, không phải cười đâu. Cắn như này này, nhìn này. Từ hôm qua rồi, cắn mấy cái rồi. Chuyên cắn thằng dừa. Đây có một cái xấu tính lắm luôn. Cứ lúc nào mà bố mà gần anh dừa một cái là y rằng quay ra quay vào là hai đứa nó túng ngay chân thằng dừa mà cắn luôn rồi phát. Và chân này mà da chúng nó đang non lắm. Mà... hết đau chưa? Ấu, lại cắn tiếp. Sao này? Lại cắn tiếp phát đây. Bảo không cắn cơ mà. Tưởng thế là hay à? Ai dạy thói ở đâu đấy? Đâu suốt này cứ đi cắn người đấy. Mà toàn cắn anh thôi. Đi này. Xoa đi, lấy tay xoa cho anh. Thổi nào. Đúng rồi. Lấy tay đi, lấy cả bàn tay xoa vào. Không phải nguyên ngón tay đâu. Lấy tay xoa vào. Xoa. Xin lỗi anh. Không cắn nữa. Còn cắn anh ở nào nữa đừng có trách nhá. Bùi anh ở đây nhá. Ừ, tát vào mặt đấy. Rất là đáng yêu. Không biết là nó có biết hiểu được cái điều đấy không, nhưng mà nó vỗ mặt nó hay là nó thì tự nhiên là nó cũng thấy thế là nó cũng đi nó vỗ lại mặt nó luôn. Thực ra có giận nó đâu, nhưng mà mình phải luôn phải nghiêm khắc và tỏ ra như vậy mỗi hành động của chúng nó để mình biết để điều uốn nắn chúng nó chứ. Nếu nhỡ sau này đi học còn xảy ra tình trạng nhỡ cắn bạn thì sao? Đó, mình phải dạy cho con ý thức ngay từ cái đấy, không thể nào mà nó thể hiểu được luôn cả. Nhưng mà cứ dần dà thì bảo nó nhiều và nhiều hành động là những thế mình ngăn cản nó thì nó sẽ biết nó không làm được hành động đấy nữa. Rồi, ok. Để bố cho anh vào đây nhé, cho anh ngủ thôi. Một mê lý. Lâu lắm rồi mới có một cái giấc ngủ trưa. Mà hôm nay rất may một cái thế nào mà lại hai anh em đều chơi và đều cùng buồn ngủ với nhau một lúc. Thường thường là cái giấc ngủ nó rất là khó để mà kiểm soát xuống nó. Tại vì lần trước thì cứ một bạn ở tầng trên, bạn tầng dưới khi ngủ ấy, nó sẽ gây ra một cái ảnh hưởng rất là lớn là mình phải chạy lên chạy xuống để mất thời gian. Và những lúc không nghe rõ được bạn ấy khóc ngủ. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ nó đều hài hòa. Tại vì là em gom hết hai bạn về một chỗ luôn và mình trực tiếp mình trông hai bạn luôn một chỗ, cả bạn ngủ thì cho ngủ tại chỗ đấy luôn. Nên thành ra là các bạn ấy không có khóc lóc nhiều, không có mè nheo nhiều, không có cáu bẩn nữa. Tại vì là mỗi lần các bạn ấy thức thì đều có thấy mặt mình bên cạnh rồi. Giấc ngủ trưa của hai bạn ngủ rất ngon, dừa thậm chí còn ngủ hai giấc. Ngứa hả? Thôi đừng gãi nó con, đừng gãi nó, quên nó đi. Chuyên nhân ơi, chuyên nhân bảo bảo ơi. Chạm vô đi, chạm vô cho mẹ đi. Nó sẽ rất bớt ngứa nha con. Mình ăn nhanh đi, mình uống thuốc cho mau hết. Giỏi quá. Giỏi quá. Chuyện này nhà mình hơi căng nha. Đang rầu. Rồi, phải chạy rồi kìa. Đố bà biết cái này là cái gì? Đúng rồi, cái này là Sigo thôi, chứ không phải thuốc đâu. Sigo uống dễ hơn thuốc mà. Bà bảo uống Sigo cái một luôn á. Này con. D
dễ uống mà, đâu có gì đâu mà con dùng mình dữ dạ. Bây giờ mình chỉ còn có một gói kẽm nữa thôi. Mình phải uống kẽm mình mới ăn ngon được. Uống kẽm chứ phải ăn kem. Kẽm con kem. Kem đâu mà ăn. Rồi xong. Thường thì bé ở nhà, bé ở bên cạnh mẹ hay là bên cạnh bà nội thì bé rất là nhõng nhẽo. Khi mà ở với Thành thì bé rất là ngoan. Anh ơi. Hả? Trước khi đi còn có thêm một nhiệm vụ nữa. Nè, Bảo Bảo đứng lên cân. Cân làm gì? Cân thử coi bao nhiêu ký. Anh nhanh chăm được mà, cân ký. 17 ký 8. 17 ký 8. Trời ơi, yên tâm, 2 dạ. Ngày em về là sẽ lên 18 ký. 71 ký 3. Em yên tâm, 2 ngày em về anh còn 69 ký. Bây giờ bảo 2 ngày nữa giao nhiệm vụ là phải lên cân nha. Xong. Chơi mẹ cất nha. Mẹ cất. Bảo ơi, bây giờ mẹ đi rồi. Còn hai ba con ở nhà thôi. Con đừng có quậy ba nha Bảo. Ba đuối lắm. Mẹ đi kìa. Mẹ đi kìa. Nói ba mẹ đi. Lên mẹ luôn rồi. Không quyến luyến mẹ luôn rồi. Không quyến luyến luôn. Bye bye ba Thành. Ủa? Mẹ đi mà Bảo đâu có đi với mẹ đâu. Mà sao bye bye ba Thành? Mẹ đi làm nha. Hai cho con nhà tự chăm sóc nhau đó. Ừ. Tiễn mẹ đi nè. Bảo. Ở nhà ngoan nhau. Yeah. Tạm biệt con. Tạm biệt mẹ ơi. Tạm biệt con. Tạm biệt ba. Tạm biệt ba luôn. Ba đi không sợ luôn hả? Ừ. Con ở nhà với ai? Ba ở nhà với ai? Ba đi, ba với mẹ đi rồi con ở nhà với ai? Con nhà với thử đi thử rồi đóng cửa coi nó sợ. Đi nè. Ba với mẹ đi luôn nha. Trời, ba với mẹ đi nè. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Hết mình đó. Không xin. Ơi, có thằng giả bộ bé bay mà cũng đi kiếm ha. Mẹ đâu rồi? Thôi, nó chờ để mẹ đi. Rồi đi đi. Lại thờ ơ tiếp. Thấy mặt rồi thờ ơ tiếp thì sao vậy? Mẹ đi thiệt đó nha. Bye bye ở nhà với con nha. Bye bye. Bye bye. Rồi, bảo trọng. Ba mẹ đâu rồi? Cái chuyện mà hồi lâu rồi con viết rồi sao rồi? Cái chuyện con tự sáng tác á. Ba. Sao? Nói ba nghe coi. Sao? Sao lắc đầu? Tại sao? Thấy sao mà lắc đầu? Nói ba nghe coi. Con thích quá. Con thích quá. Không thích hay là lười? Ba đã đọc được 2-3 chương con viết rồi. Ba hơi ngạc nhiên luôn á. Là con viết tốt vậy luôn á. Vậy sao con bỏ? Không hiểu sao lại như vậy. Trước đây Cà Phê đã từng sáng tác được cả 4-5 chương gì đó, một cái bộ sách gọi là dành cho tuổi teen. Chắc là có một cái sự cố gì đó tôi phải tìm hiểu đã xảy ra, tới giờ tôi chưa hiểu. Con nói là con sợ nhất môn ngữ văn ha. Ba thấy con là cái môn đó là con có khiếu. Có. Tiếng Việt con gặp cái chuyện gì hả? Khó hiểu nhiều. Khó hiểu hả? Có cái từ nào của tiếng Việt mà con không hiểu không? Nhiều mà. Nhiều lắm ba. Từ nào, ví dụ như từ nào? Tại sao không biết xài từ điển tiếng Việt? Cái từ nào khó hiểu mình cứ vô từ điển mình tìm. Con ví dụ cho ba nghe một từ. Từ nào, ví dụ như từ nào? Hiện giờ đang con có. Con không hiểu được, con không nhớ. Con hiểu từ ngoằn ngoèo không? Hiểu từ ngoằn ngoèo không? Mấy cái từ mình rất dễ. Rồi cái từ nào mà con khó hiểu? Con không nhớ.
mấy chữ con hiểu không mới nhớ, mấy chữ con hiểu không mới nhớ. Rõ ràng là giữa mình và cà phê đang có một cái khoảng cách. Làm thế nào để cà phê chịu chia sẻ với mình về tâm tư của bé à, là một cái điều mà mình cảm thấy là mình đang gặp khó khăn đó. Rồi ba thử kiểm tra con gì ha. Chính tả trước rồi. Xúc tích hay là xúc tích? Con biết rồi. Con viết văn gãy gọn xúc tích. Chỗ đó con không biết là gọn gàng đó con. Chính xác, gọn gàng. Rồi xúc tích là S nha. Vô hình chung hay là vô hình trung? Phần này là người lớn cũng muốn phun mũi tôi luôn con. Vô hình chung CH hay là vô hình trung CR? Vô hình trung. 9 mùi trái cây, 9 mùi hay là 9 mùi có ô? 9 mùi UI hay là 9 mùi UOI? UI. UI. Sai, 9 mùi. Cọ sát hay là cọ sát? Cọ sát hay là cọ sát? Sát sờ hè ít. Chính xác. Văn á, là con phải đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Nhưng mà điều quan trọng là viết cái gì là mình phải có cảm xúc. Với lại cái mà mình viết nó phải xuất phát từ trong lòng con á. Con viết ra thì nó mới chân thật, hiểu không? Ở cái chuyện mà con viết á, con gửi email cho ba được không? Ba đọc thử khoảng một vài chương rồi ba coi là vấn đề của con là gì, có không? Con vô đây con gửi với ba đi. Cậu ấy rất là ngộ, luôn luôn nghĩ là mình sẽ không làm được cái chuyện đó. Cậu nghĩ rằng ngoại ngữ là môn mà cậu giỏi nhất, nhưng mình nghĩ không phải. Mình nghĩ văn mới là cái môn mà cậu ấy giỏi nhất à, nhưng mà mình phải dần dần để con mình hiểu hơn về những cái chuyện mà con đang gặp phải. Bố Thi lựa chọn nấu món mì Ý cho bữa sáng. Có vẻ lần thứ hai vắng vợ, ông bố trẻ đã không còn bỡ ngỡ và gặp khó khăn khi vào bếp. Thế nhưng có dễ dàng để trở thành ông bố siêu nhân như vậy không? Chưa hỏi ai đấy? Con bảo bố xong chưa mà. Con hỏi cả câu. Con hỏi cả câu như nào? Bố ơi. Bố ơi. Xong chưa ạ? Xong chưa ạ? Đây, bố sắp xong rồi đây. Các bạn trẻ con này khi mà chưa đi học hoặc là chưa có cái sự giáo dưỡng lặp đi lặp lại nhiều ấy, thì các bạn ý vẫn chỉ biết là các bạn ý đang hỏi về vấn đề gì. Sẽ rất là nhiều thiếu sót về đầu câu, cuối câu, chủ ngữ, vị ngữ. Cái cách mà các bạn ý thể hiện ấy, là nó thỏa được cái mong muốn các bạn ý ạ. Đấy, còn những cái kia là mình sẽ phải đi theo song theo để mình hướng dẫn các bạn ý, để mình bù đắp và bù trừ vào. Xin đâu? Ăn nhiều thịt bò hay ít thịt bò? Chị ăn nhiều thịt bò hay ít thịt bò? Con không ăn nhiều thịt bò đâu. Ồ, nhiều thịt bò à? Chị ăn nhiều cà chua không? Có. Nhiều cà chua nhá. Đi đâu? Đi xuống. Đi ra đây. Không lang thang ở đấy đâu nhá. Bạn Mino thì bạn ấy rõ rệt hơn rất là nhiều về cái sự thay đổi. Tại vì 2 tháng trước thì công nhận là mình trông bạn ấy nhàn hơn. Bạn ấy có thể ngồi một chỗ, bạn ấy chơi đủ các kiểu trò. Bây giờ bạn ấy có đủ tất cả các trạng thái mà từ cách đây 2 tháng bạn ấy không có. Đi lại này, rồi nghịch ở xó xỉnh này, rồi gọi bố, rồi khóc mè nheo ăn vạ, rồi rất là nhiều thứ mà 2 tháng trước là mình không nhìn thấy cái điều đấy luôn.
đồng nghĩa với việc là mình trông bạn ấy gọi là khổ sở hơn ấy. Trông bạn ấy mệt hơn rất là nhiều. Sung túc. Ở đây đang có buổi học nhạc vui nhộn. Ôi giỏi nhỉ. Ôi đủ đánh đúng nốt luôn đấy. Nếu như là xét trên phương diện về âm nhạc thì Đu Đủ khá năng khiếu. Ở với lứa tuổi này. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hương rừng trên đồi vắng, cá dưới khe thầm thì, cỏ xòe ô che nắng, dâm mà đường em đi. Dâm mà đường em đi. Trường của em bé bé. Đúng rồi đấy, con la vào đúng cái tông giọng luôn đấy. Con năng khiếu lắm. Nó hét la ê hay như nào đấy thì nó sẽ vào đúng cái tông của mình đang đánh cái đàn. Nếu mà trong âm nhạc chính quy, nếu âm nhạc mà kiểu dạng như này chính thống mà bọn em học thì nó phải có một lứa tuổi trên như thế, khoảng tầm 6-7 tuổi bắt đầu thì mới nhảy nhế được. Em bị bất ngờ. Càng ngày cũng bất ngờ nó, tại vì nó rất năng khiếu. Đu Đủ cực kỳ năng khiếu. Thì tất nhiên chúng nó đến tuổi này vẫn là nghịch thôi, nhưng mà Đu Đủ thì càng ngày càng bộc lộ là mình một người có năng khiếu âm nhạc. Thôi tất bạn, đi. Ngay ở nhà mà khi bật nhạc bình thường thì chẳng dừa nó cũng không nghe. Chứ con Đu Đủ nó vẫn thích nghe, chứ còn Dừa nó cũng bật hay không bật thì cũng không quan trọng. Thằng Dừa nó cũng không để ý cái đấy. Trong một vài lần hát thì em cũng có cảm xúc của mình nhìn nó và mình cũng bị khựng lại đấy. Giọng hát của mình cũng bị nghẹn ngào ấy. Tại vì là cái kiểu ánh mắt nó nhìn mình rất là trìu mến. Rồi nó rất là thế. Cảm giác nó rất là happy. Nó như một sự liên kết ở đấy. Nếu như bảo lắng lại nghe bố nghe thì nó cũng sẽ ở lại một lúc nó nghe, bắt đầu nó mới thấy bố hát thì nó sẽ sờ phím đàn để nó đánh đeo đấy. Con đôi lúc ham chơi, ba đôi lúc
nhưng luôn như người bạn. Ba yêu con vô giá, khó khăn cũng đi qua. Ba chân quý gia đình với tình yêu trong mình.